Ở trong bài số 6 ngày hôm trước thì các bạn đã được học cái thao tác là mở một cái bức ảnh hay là mở nhiều bức ảnh ở trên cái phần mềm Photoshop rồi Thì sau khi các bạn đã mở được ảnh như vậy rồi thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý các điểm gì Thì hôm nay chúng ta chuyển sang bài số 7 nhé Có hai cái lưu ý mà các bạn cần phải quan tâm sau khi các bạn đã mở được một bức ảnh có sẵn ở trên máy vào trong phần mềm Photoshop Đó là lưu ý về cái vấn đề bỏ khóa Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề là hiển thị cái màu nền thì bỏ khóa là như thế nào đây mình làm lại này đầu tiên các bạn cũng sẽ làm sao nhỉ các bạn cũng sẽ vào file này các bạn chọn open cho mình để mở ra một bức ảnh nhé sau đó các bạn chọn desktop này các bạn chọn vào thực hành Photoshop này các bạn vào tiếp bài số 5 này các bạn sẽ mở giúp mình cái ảnh thứ tư ảnh đám mây màu tím này bấm open thì sau khi các bạn đã mở được vào đây rồi thì bây giờ các bạn để ý sang khu vực bên phải nhé chỗ cái phần layer này layer nhá nếu các bạn đang chọn channel thì nó sẽ không thấy các bạn chọn path này đấy các bạn tích chuột trái vào chữ layer cho mình bình thường là các bạn sẽ thấy nó luôn đấy tích vào layer thì nó sẽ có một bức ảnh đám mây màu tím nó giống ảnh này nhưng mà nó nhỏ hơn cái thứ hai là gì cái thứ hai là nó sẽ có cái biểu tượng là gì đấy là chữ background tức là nền và cái thứ ba là nó sẽ có cái biểu tượng hình ổ khóa và cái thứ tư là nó sẽ có biểu tượng hình con mắt thì cái mà chúng ta cần quan tâm bây giờ đó là cái ổ khóa thế thì thông thường các bạn mở bất kỳ một cái ảnh nào có sẵn ý, thì nó đều cho các bạn có cái ổ khóa như vậy và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải bỏ cái ổ khóa này đi trước khi chúng ta muốn chỉnh sửa gì đó vào cái bức ảnh này ví dụ như là viết chữ hay đổi màu hay làm bất kỳ gì khác thì có một thao tác mà chúng ta nên phải làm đó là bỏ cái biểu tượng ổ khóa đó đi thế thì để bỏ được biểu tượng ổ khóa thì đơn giản lắm các bạn chỉ cần ấn chuột trái vào đây một lần là nó sẽ mất cái biểu tượng ổ khóa cho các bạn và lập tức lúc này chữ background nó sẽ thay bằng cái chữ là layer không đây mình sẽ tắt bỏ đi này tắt bỏ đi nhá mình mở lại một bức ảnh khác cho các bạn xem nhé các bạn mở tiếp đến bông hoa hồng đi đó thì luôn luôn nó sẽ có chữ background và nó có biểu tượng ổ khóa và để bỏ được cái biểu tượng ổ khóa này thì các bạn sẽ làm sao nhỉ các bạn sẽ tích chuột trái một lần vào chúng cái biểu tượng khóa này thì nó sẽ mất cái ổ khóa và lúc này chúng ta sẽ thấy nó có một cái tên là layer không thì đó là cách để các bạn làm sao nhỉ các bạn bỏ được cái biểu tượng ổ khóa đi ở cái thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm là gì đó là biểu tượng con mắt đi sau khi bỏ được biểu tượng ổ khóa rồi thì các bạn nhớ nhá là con mắt lúc nào cũng phải bật Thế giả sử bây giờ các bạn lỡ ấn nhầm các bạn ấn tích chuột trái vào con mắt một cái nó mất thì lúc này các bạn sẽ không nhìn thấy ảnh bông hoa đâu nữa bởi vì sao nhỉ bởi vì cái ảnh bông hoa này đang không được bật cho nên các bạn không nhìn thấy đây là nhắm mắt này còn đây là mở mắt này mở mắt thì các bạn mới nhìn thấy bông hoa còn khi các bạn đã nhắm mắt vào rồi thì các bạn sẽ không nhìn thấy ảnh bông hoa nữa mình nói thế cho các bạn dễ hiểu được chưa mở mắt nhá khi nhìn thấy con mắt thì có cái là đang mở mắt mở mắt thì các bạn sẽ nhìn thấy bông hoa còn khi các bạn ấn chuột trái một lần vào đây để tắt con mắt đi thì chúng ta sẽ không nhìn thấy biểu tượng bông hoa nữa thì bình thường các bạn cứ để mở cho mình nhá còn sau này chúng ta sẽ có rất nhiều các cái hình ảnh thì chúng ta sẽ bật tắt khác nhau. Còn bây giờ các bạn chỉ cần nhớ lúc mình là gì là khi con mắt đang hiển thị là cái bông hoa đang hiển thị, còn khi không có con mắt là bông hoa không có gì và nó sẽ trở thành một bức ảnh rỗng nhá. Rồi, đó là cái điều lý ý đầu tiên này. Ở cái điều lý ý thứ hai đó là phần hiển thị màu nền. Thì các bạn thấy nhá, bây giờ nhá, đây là một cái bức ảnh bông hoa của chúng ta này, nhưng mà ở ngoài bông hoa nó sẽ có cho các bạn một cái nền màu nâu thế thì mặc định của nó sẽ là màu nâu nhưng mà nhiều khi các bạn lại nhỡ các bạn ấn nhầm để nó chuyển sang màu khác thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào đây mình sẽ ví dụ cho mình lỡ tay mình ấn này thì tự nhiên nó thành một cái màu màu khác đi đó thì các bạn cảm thấy rất là khó chịu với cái màu này các bạn nhìn không quen bây giờ các bạn không muốn biết làm sao để các bạn đưa nó lại về cái màu cũ là thì chúng ta phải làm như thế nào thì đơn giản lắm chẳng qua là do các bạn ấn nhầm chuột phải vào đây này bây giờ các bạn chuột phải ra vùng ngoài bông hoa nhá chuột phải ra cái này của nó thì ở đây nó sẽ cho các bạn rất nhiều các cái chế độ hiển thị khác nhau bình thường của nó sẽ là default là chính là cái mặc định của nó rồi thì không may các bạn ấn nhầm sang màu đen này chuyển sang màu xám này chuyển sang màu xám nhạt này chuyển sang màu màu sáng hoặc là chuyển sang bất kỳ một cái màu khác thì các bạn hoàn toàn có thể gì đây có thể chỉnh sửa lại được cái màu mà các bạn mong muốn nhá nó cho phép các bạn gì đấy? cho phép các bạn thích màu nào thì các bạn có thể cho nền màu đó nhưng mà để cho các bạn dễ nhìn nhất và nó không ảnh hưởng tới cái phần này thì các bạn nên chuột phải ra ngoài các bạn chọn giúp mình gì đây là phâu nhá thì nó sẽ làm sao nhỉ nó sẽ đưa về cái giao diện mặc định của nó thì các bạn sẽ làm sao các bạn nhìn nó sẽ vừa mắt nhất nó không bị chói đó thì đó là cái lưu ý cái này rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng rất nhiều bạn sau khi lỡ tay các bạn đưa thành này một khác thì các bạn sẽ không biết cách chỉnh lại như thế nào bởi vì sao nhỉ bởi vì các bạn chưa biết tới cái tính năng này đó là tính năng chuột phải ra nền các bạn có thể chọn được một cái màu hiển thị của nó thì bình thường nó sẽ gợi ý cho các bạn năm cái màu thì các bạn cứ để giúp mình là cái đầu tiên là default default thì có nghĩa là mặc định các bạn nhé dùng photoshop thì chúng ta nên để mặc định thôi thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ nhìn về dễ hiểu nhất đó thì đó là những cái kiến thức mà các bạn sẽ cần phải lưu ý ở trong bài số 7 này đó là gì nhỉ đó là các bạn bỏ khóa này các bạn hiển thị hình con mắt này và các bạn hiển thị là gì đây được cái màu nền